đoạn video cổ nhất về một vị giáo hoàng đã được tô màu. Đoạn phim ngắn lâu đời nhất về một vị giáo hoàng đã được tô màu. Đó là một đoạn phim về Đức Leo VIII được quay vào năm 1896 tại vườn Vatican bởi Vittorio Cassina, đại diện của anh em nhà Lumiere ở Ý, một kết quả thật đáng kinh ngạc. Vatican thường không được cho là tiên phong trong lĩnh vực công nghệ mới, nhưng đoạn phim ngắn quay vào cuối thế kỷ 19 này dường như gợi lên một điều gì đó khác đi. Thực ra, đã tồn tại một đoạn phim được quay vào năm 1896, mà cho đến nay được cho rằng đây là một bản ghi hình lâu đời nhất về một vị giáo hoàng. Đức Leo VIII lúc đó đã 86 tuổi, đến tham dự một sự kiện chắc chắn là một thánh lễ và đi trước là vị thư ký của ngài. Chính nhà làm phim người Ý Vittorio Cassina, đại diện của anh em nhà Lumiere ở Ý, đã bất tử hóa khoảnh khắc xảy ra trong các khu vườn ở Vatican. Đức giáo hoàng ngồi xuống và rồi nhìn thẳng vào căn phòng để rồi chúc lành cho những ai theo dõi ngài qua màn hình. Một kỳ công về công nghệ thực sự, vì nhạc nền là một bản nhạc đa âm có từ năm 1903, năm Đức giáo hoàng Pesci 93 tuổi qua đời. Đoạn video nổi tiếng này đã được chỉnh màu làm cho những cảnh quay trở nên chân thực hơn. Đức Leo VIII sinh năm 1810, làm giáo hoàng từ năm 1878 đến năm 1903, kế vị Đức Pio IX. Trước đây, ngài làm tổng giám mục ở Perugia từ năm 1846 đến năm 1877. Với tư cách là một hồng y, ngài luôn quan tâm đến những vấn đề của giới lao động. Đức Leo VIII đã đánh dấu thời đại của mình với thông điệp Rerum Novarum 1891, mà ngày nay vẫn còn là tài liệu căn bản cho học thuyết xã hội của giáo hội. Ngoài ra, ngài còn viết 11 thông điệp về Đức Trinh Nữ Maria, vì đó mà ngài có biệt danh là Giáo Hoàng Kinh Mật Cồi. Triều đại giáo hoàng của ngài kéo dài 25 năm, xếp thứ tư sau Thánh Gioan Paulo II 26 năm rưỡi, Giáo Hoàng Pio IX 32 năm và Tông Đồ Phêrô 34 năm. Qua đời ở tuổi 93, Đức Leo VIII hiện vẫn là vị giáo hoàng lớn tuổi nhất khi qua đời. Theo Võ Tắc Hoàng chuyển ngữ, người thực hiện Kiên Nguyện.